Hello, Nguyễn Ô Tô xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay em tiếp tục trở lại siêu thị ô tô Dĩ An nè, cũng như là tiếp tục đồng hành với Trinh để cũng như quay chi tiết xe và cập nhật giá những dòng xe cho anh chị cùng các bạn mình tham khảo nha. Xin chào mọi người. Hôm nay thì bên em vừa mới cập bến một em xe MPV ha, dòng phân khúc gia đình 5+2. Thì em này là em Mitsubishi Xpander 2020 số tự động ở cửa hàng bên em. Thì em xe này em sẽ quay chi tiết hơn về cái phần đổi mới ở đời 2020 so với những đời cũ hơn ha anh chị nhé. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết em xe này luôn. Ở cái em 2020 này á, phần ngoại thất có 4 điểm thay đổi cũng như là phần nội thất cũng có 4 điểm thay đổi. Tính ra có 8 điểm thay đổi so với dòng xe phong cũ đời cũ ha. Ở mặt ca lăng của em xe này được biến đổi lại, nhìn kết cấu nó đơn giản hơn và nhìn nó cá tính và sang trọng hơn, và được mạ chrome sáng bóng ở phần mặt ca lăng này cũng như là logo của hãng luôn ha, biển số Bình Dương. Ngoài ra thì phần đèn của em xe này ở đây là dạng full LED. Dạ, full LED ha. Đỡ so với dòng phong cũ thì nó là đèn halogen chị nha. Một màu trắng rất là đẹp và dập đường dập nội ở trên con xe nhìn rất là mạnh mẽ luôn. Ngoài ra thì phần mâm xe của em này á, nó được thiết kế lại nhìn nó gọn hơn, nhìn rõ ra năm chấu kép luôn ha. Đó, mâm tầm 16 inch và vỏ rất là dài luôn anh chị. Đối với em dòng phong cũ thì nó cái mâm nó là đa chấu, gương được tích hợp xi nhan báo rẽ ở phía dưới trên gương, và phần thùng xe nè dập nổi rất là đẹp luôn. Bốn tay nắm cửa cũng được có chén cửa sẵn rồi, và có được mạ chrome sáng bóng nè. Đó, ngoài ra thì em xe này còn rất là mới có đi có 6.000 cây thôi, cực kỳ là lướt luôn ha anh chị nha. So với dòng phong cũ á, thì là đuôi xe sẽ là anten ha, nhưng mà em xe này là vây cá mập. Đó, thay đổi khá là nhiều, và cũng có đèn đuôi xe được thiết kế ở trên đây. Đó, rất là đẹp luôn. Em xe này thì cũng có camera gear rồi. Dạ, đây camera gear ở phía đây, rất là rộng rãi thoải mái luôn ha. Dòng 5+2 thì ví dụ như anh chị đi 5 người thì mình để cái khoang hành lý này để đồ, còn nếu mà đi nhiều người thì mình có thể dựng cái ghế này lên. Đây là sự kết hợp xe 5+2, đựng đồ hoặc là đựng vali gì đó mình đi du lịch Tết nè, mình đi du lịch thì thoải mái. Tiếp theo là phần nội thất của xe. Phần nội thất em xe này ở đời 2020 thì được bọc hoàn toàn là da, ghế da ha, còn đời cũ là được bọc ghế lỉ thôi. Trần thì được bọc kiến đó anh chị nha. Và nội thất em xe này được thiết kế màu chủ đạo là màu full đen luôn, bao gồm tách ly và phần ghế đều được bọc da và màu đen, nhìn rất là mạnh mẽ ha, và nó nhìn nó sạch hơn nữa. Xe này vừa mới cập bến chiều nay thì em quay nhanh cho anh chị mình cùng xem luôn. Ở phần táp lô táp ly em xe này cũng được biến đổi thiết kế là màu đen luôn anh chị nha. Thay vì ở em dòng cũ thì được ốp ở mặt trung tâm là gỗ, dạ gỗ, nhưng mà ở em này thì được ốp cả carbon này anh chị ha, nhìn rất là đẹp. Vừa rồi thì em cũng quay sơ qua cho anh chị xem về những cái phần mà biến đổi nội thất ngoại thất của em xe đời 2020 số tự động này. Thì bây giờ em báo giá cho anh chị mình cùng mà nắm bắt cũng như là tham khảo cái giá xe ở cửa hàng bên em luôn. Em Mitsubishi Xpander 2020 số tự động ha, đi được đâu tầm 6.000 cây rồi, cực kỳ lướt luôn. Có một con xe đời cao nè, đi mới có 6.000 cây thôi, lướt thì giá thì rất là cực kỳ là hợp lý luôn, 559 triệu anh chị nha. Đó, thì anh chị nào mà đang quan tâm dòng xe này thì mình cứ liên hệ vào hotline ở cửa hàng bên em để phía bên dưới. Ngoài ra anh chị có thể tới cửa hàng ở 200 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương gặp em Trinh để được tư vấn nè, và chốt cái giá cực kỳ là ưu đãi cho gia đình mình luôn nha. Và trước khi mà kết thúc cái video này thì anh chị bỏ ra một ít phút mình đăng ký kênh, like, share cũng như là bấm nút chuông kế bên để chị theo dõi được tất cả các video mới nhất ở kênh của cửa hàng bên em luôn ha. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Chúc anh chị có một ngày tốt lành nha.